Bài 20. Thực hành quan sát một số thân mềm khác. Các em biết rằng thân mềm có các đặc điểm như là cơ thể mềm, nè, có vỏ đá vôi che chở và nâng đỡ. Và tùy theo lối sống mà vỏ và cấu tạo cơ thể sẽ có những thay đổi khác đi để thích nghi. Yêu cầu của bài thực hành này đó là các em sẽ quan sát mẫu ngâm hay là mẫu mổ sẵn, tranh ảnh, tranh vẽ hoặc là các video clip, phân biệt được các cấu tạo chính của thân mềm từ cấu tạo vỏ đến cấu tạo ngoài và cấu tạo trong. Tuy nhiên cấu tạo trong là nội dung giảm tải cho nên chúng ta sẽ không quan sát cấu tạo trong của thân mềm. Mỗi nội dung sẽ được thực hiện trên một mẫu vật chuẩn bị sẵn, được chuẩn bị sẵn. Qua bài thực hành này giúp cho các em củng cố kỹ năng dùng kính lúp và cách so sánh, đối chiếu tài liệu tranh vẽ sẵn với mẫu vật để quan sát và tìm hiểu nha. Về chuẩn bị thì các em có thể chuẩn bị tranh ảnh về thân mềm sưu tầm được hay là một số vỏ của thân mềm, một số mẫu vật như là ốc sên nè, hay là trai sông nè, hoặc là mực nè. Đấy ha. Thì sau khi thực hành có điều kiện thì các em có thể là xem băng hình. Về cái phần xem băng hình á, thì các em có thể là tự tìm hiểu thêm ở trên cái trên trang YouTube nhé mấy em. Chúng ta sẽ lên đấy, chúng ta sẽ gõ những cái từ khóa vào để chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Về nội dung, trước tiên chúng ta sẽ quan sát cấu tạo vỏ của thân mềm. Như các em đã biết, đa số thân mềm đều có lớp vỏ đá vôi bao bọc bên ngoài để che chở và bảo vệ cho cơ thể. Có những loài có hai mảnh vỏ như là trai, sò, các em đã được học. Có loài có một mảnh vỏ xoắn bao bọc bên ngoài như là ốc sên, ốc gạo, ốc mút, ốc hương, vân vân. Khi cắt ngang vỏ từ ngoài vào trong, vỏ gồm có ba lớp. Lớp ngoài đó là lớp sừng, ở giữa là lớp đá vôi và trong cùng đó là lớp xà cừ nha. Về ốc sên nè, các em hãy quan sát ha, những loài một mảnh vỏ xoắn, đây là vòng xoắn của vỏ và nơi cao nhất của vỏ đó là đỉnh vỏ. Và khi cắt dọc vỏ ra để quan sát, gồm có những phần, đây là vị trí đỉnh vỏ, mặt trong vòng xoắn, vòng xoắn cuối, trong cùng đó là lớp xà cừ, bên ngoài đó là lớp sừng. Đương nhiên ở giữa lớp sừng và lớp xà cừ đó là lớp đá vôi nha. Bên cạnh đó có một số loài thì vỏ của nó tiêu giảm đi, như là ở mực nè, chỉ còn lại mai mực mà thôi. Thì mai mực có chức năng đó là giúp nâng đỡ cơ thể của mực, có gai vỏ trên mai mực. Đây là vết các lớp vỏ đá vôi. Như vậy qua đó các em thấy rằng những loài có một mảnh vỏ, hay nói cách khác là vỏ ốc có cấu tạo là phức tạp nhất, hay là loài có một vỏ xoắn ốc của mình thì vỏ của nó cấu tạo phức tạp nhất nhé. Và đơn giản nhất đó chính là mai mực. Mai mực chỉ còn một lớp giữa của vỏ phát triển thôi, đó là phần còn lại của vỏ tiêu giảm, để giúp cho nó thích nghi với lối sống là bơi lội tích cực ở trong biển nha. Các em hãy ghi chú vào hình 20.2, đó là mặt trong của vỏ ốc, và hình 20.3 mai mực ở trang 68 và 69 sách giáo khoa. Các em hãy ghi chú nội dung này vào nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát về cấu tạo ngoài cơ thể của một số đại diện ở thân mềm như thế nào. Chúng ta sẽ quan sát cơ thể của ốc sên nè, cơ thể của trai sông và cơ thể của mực. Đây là ba đại diện điển hình cho ngành thân mềm. Trước tiên chúng ta sẽ quan sát về cơ thể của ốc sên. Em hãy quan sát cho cô hình 20.1 sách giáo khoa trang 68. Vỏ xoắn của nó gồm có đỉnh vỏ nè, vòng xoắn của vỏ. Đây là chân, tu đầu. Tu đầu có hai tu đầu, trên đỉnh mỗi tu đầu có mắt. Đây là tu miệng, có hai tu miệng. Tu miệng sẽ ngắn hơn so với tu đầu.
đây là lỗ miệng và đây là lỗ thở nha. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cơ thể của trai song. Em sẽ quan sát cho cô hình 20.4 ở sách giáo khoa trang 69. Bao bên ngoài cơ thể của trai đó là vỏ, cơ khép vỏ, đây là vết bám cơ khép vỏ, đây là ống thoát nước, đây là ống hút nước nha. Có lớp áo của trai, đây là các tấm mang, có hai đôi tấm mang nha các em. Đây là chân, chân của nó có dạng hình rìu, trên chân có thân và thân ở phần phía đầu cơ thể có lỗ miệng, xung quanh lỗ miệng có bốn, có hai đôi tấm miệng nha, có nghĩa là có bốn tấm miệng và trên tấm miệng này có rất nhiều lông nhỏ luôn rung động để tạo dòng nước đi vào, động lực để giúp dòng nước đi vào. Thì phần này các em tìm hiểu rất là kỹ ở bài trai song cô đã giới thiệu cho các em. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cơ thể của mực. Cơ thể của mực gồm có những bộ phận nào? Đây là phần đầu của cơ thể, có hai mắt, các tua ngắn, có 8 tua ngắn, và đây là tua dài, có 2 tua dài. Như vậy cơ thể của nó có tất cả là 10 tua, 8 tua ngắn và 2 tua dài. Đây là vây bơi, đây là phần thân, và trên tua dài có các giác bám nha. Như vậy chúng ta đã quan sát cấu tạo ngoài cơ thể của ba đại diện điển hình ở thân mềm. Các em sẽ chú thích những hình này, những cái nội dung này vào trong hình ở sách giáo khoa trang 68, đó là hình 20.1, ở trang 69 đó là hình 20.4 và hình 20.5. Là chú thích đầy đủ vào trong sách nhé. Sau khi các em đã quan sát về cấu tạo vỏ của thân mềm nè, cấu tạo ngoài cơ thể của các đại diện điển hình ở thân mềm, các em sẽ làm bài thu hoạch, đó là bảng xanh thu hoạch trang 70 sách giáo khoa. Trong bài thu hoạch này, đặc điểm cần quan sát ở số thứ tự thứ 6, các em sẽ bỏ qua đặc điểm này, chúng ta sẽ không làm đặc điểm này bởi vì nó thuộc về cấu tạo trong của thân mềm. Như vậy chúng ta chỉ làm 5 đặc điểm đầu tiên nhé các em. Đặc điểm thứ nhất nè, số lớp cấu tạo của vỏ như thế nào? Ở ốc và ở trai đều có đủ 3 lớp, đó là lớp ngoài là lớp sừng, ở giữa đó là lớp đá vôi và trong cùng đó là lớp xà cừ. Còn ở mực thì sao? Mực thì vỏ tiêu giảm chỉ còn lại một lớp vỏ đá vôi, đó chính là mai mực nha. Về số chân, ốc là một, có một chân, trai cũng một, và mực thì sao? Nó có hai tua dài cộng với 8 tua ngắn, như vậy tổng cộng là có 10 tua nha. Về số mắt thì ốc là có hai mắt, trai là không, và mực cũng có hai mắt. Về giác bám, ốc là không, trai cũng không có giác bám, nhưng mực thì có nhiều giác bám nha. Ở bạch tuộc thì nó còn nhiều giác bám hơn nữa đúng không em? Về lông, các sợi lông trên tấm miệng thì sao? Ốc là không có, trai là có nhiều lông trên tấm miệng ha. Ở mực thì không nha các em. Các em sẽ kẻ bản thu hoạch này vào trong vở của mình nha. Các em sẽ ghi tiêu đề của bài, sau đó em kẻ bản thu hoạch này vào trong vở của mình. Đây là nội dung chính các em cần ghi vào trong vở nha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi chú đầy đủ nội dung thực hành vào trong sách giáo khoa và các em sẽ kẻ bản thu hoạch vào trong vở của mình. Các em sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên thực hành. Nội dung gồm có hai bài, đó là bài 19 và bài 20. Các em sẽ làm trên link Google Meet. Cô sẽ gửi link vào trong group của lớp. Các em chú ý theo dõi và làm đúng thời gian theo yêu cầu của giáo viên. Và các em chuẩn bị trước cho cô bài 21, đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm.
Cô mến chào tất cả các em.